Danh tính của nạn nhân thứ tư trong vụ sập cầu Phong Châu, nạn nhân là tài xế ô tô đầu kéo. Trong diễn biến đầy bi thương của vụ sập cầu Phong Châu được lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vừa xác nhận, danh tính nạn nhân thứ tư được tìm thấy, anh Dương Công Xê, một tài xế ô tô đầu kéo chỉ mới 42 tuổi. Thi thể của anh Xê nổi trên dòng sông Hồng vào sáng ngày 23 tháng 9 tại đoạn đường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì. Sự mất mát này không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình mà còn làm rúng động các cộng đồng. Trước đó, khi nhận được thông tin về thi thể nổi, cơ quan điều tra đã lập tức triển khai đội ngũ chuyên môn để khám nghiệm hiện trường. Họ làm việc không ngừng nghỉ để tìm kiếm sự thật và trả lại danh phận cho nạn nhân. Danh tính anh Dương Công Xê đã được xác nhận sau khi gia đình ông đến nhận dạng thi thể vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày. Họ không khỏi xót xa khi thấy một người thân yêu đã ra đi trong một tai nạn thương tâm. Anh Xê sinh năm 1981 và cư trú tại xã Đăng Thượng, huyện Hạ Hòa, là tài xế ô tô đầu kéo biển số 19H04212. Hình ảnh của anh giờ đây chỉ còn in đậm trong ký ức của người thân và bạn bè. Gia đình có nguyện vọng đưa thi thể anh về quê để an táng theo phong tục và cơ quan điều tra đã nhanh chóng đáp ứng yêu cầu đó. Trước đó, ba nạn nhân khác cũng đã được tìm thấy. Vợ chồng anh Lương Xuân Tê và chị Nguyễn Thị Hắc cùng với anh Hà Quốc Xê, tất cả đều để lại nỗi đau không thể nguôi ngoai cho gia đình và bạn bè. Vụ sập cầu Phong Châu xác định danh tính thi thể trong cabin xe đầu kéo. Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã xác định được danh tính thi thể tìm thấy trong quá trình trục vớt xe đầu kéo vào chiều ngày 20 tháng 9. Danh tính người này là Hà Quốc Xê, sinh năm 1986, ngụ xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Thông tin nạn nhân và biển số xe hoàn toàn trùng khớp với thông tin tìm kiếm mà công an tỉnh Phú Thọ đã phát đi trước đó. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi. Vào sáng ngày 20 tháng 9, lực lượng cứu hộ cứu nạn Phú Thọ trục vớt nhịp cầu Phong Châu bị sập và buổi chiều tiến hành trục vớt xe ô tô đầu kéo biển số 19H00419 kéo theo sơ mi rơ móc biển số 19R01111. Quá trình này, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông trong cabin. Vụ sập cầu Phong Châu xảy ra vào ngày 9 tháng 9, cây cầu nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ bị sập do lũ trên sông Thao, sông Hồng lên rất cao, chảy xiết, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp giàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Sơ bộ ban đầu xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện rơi xuống sông, trong đó có một ô tô tải, hai ô tô đầu kéo, 6 mô tô, một xe máy điện, 8 người mất tích. Phương án trục vớt các phương tiện rơi xuống sông và phần cầu Phong Châu bị sập. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Nghị đã khảo sát thực tế, đưa ra phương án trục vớt phương tiện chìm đắm và phần cầu Phong Châu bị sập trong vòng 60 ngày. Ngày 18 tháng 9, nguồn tin của Pháp luật Online cho biết, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đề xuất phương án cứu hộ cứu nạn, trục vớt phương tiện chìm đắm và phần cầu Phong Châu bị lũ cuốn trôi. Theo phương án cứu hộ trục vớt của công ty trách nhiệm Hữu Nghị, đối với các phương tiện chìm đắm, ngoài nhịp giàn thép của cầu Phong Châu có thể trục được ngay. Công ty sẽ sử dụng tàu trục vớt phương tiện chìm đắm đưa về gần bờ, sau đó dùng cần cẩu chuyên dụng 150 tấn đặt trên bờ nâng, nhấc vào khu bãi tập kết. Đối với các phương tiện chìm đắm trong nhịp giàn thép của cầu, không thể trục vớt ngay được thì sẽ sử dụng cần cẩu chuyên dụng 400 tấn đặt trên bờ và hai tàu có lắp trục vớt cùng các phương tiện thiết bị cần thiết để nâng nhấc lên khỏi mặt nước rồi cắt từng nhịp. Sau đó, sẽ dùng tàu lai dắt chở từng nhịp giàn thép vào bờ, dùng cần cẩu chuyên dụng 150 tấn trên bờ nâng, nhấc đặt vào khu vực bãi tập kết. Với phương tiện bị bồi lấp sâu dưới cát, phù sa sẽ dùng thêm vòi xối hút để loại bỏ cát phù sa. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Nghị cùng dự kiến dùng cần cẩu chuyên dụng 400 tấn và hai tàu có lắp trục vớt để nâng nhấc bê tông, mặt cầu, trụ cầu, cọc, bệ mố chìm dưới sông. Khi đó sẽ dùng máy xúc Komatsu 450 đặt trên tàu để phá dỡ. Riêng đối với trụ cầu T7 bị đổ không thể phá dỡ, lai dắt, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ nói, doanh nghiệp sẽ có báo cáo cơ quan có thẩm quyền thả phao, báo hiệu cảnh báo bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, chờ khi nước rút sâu mới phá dỡ, thanh thải nếu cần thiết. Thời gian dự kiến thực hiện các giải pháp trục vớt là 60 ngày. Tuy nhiên, việc trục vớt có thể gặp khó khăn do nhịp số 6 và phần nhịp số 7 đang chìm dưới nước, lưu tốc dòng chảy lớn, lượng phù sa và cát bồi lấp nhanh.
Cơ quan này kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, cơ quan chức năng làm việc với một hộ gia đình ở khu 23 Vạn Xuân, huyện Tam Nông để mượn đất, làm mặt bằng đặt cẩu chuyên dụng 400 tấn và bố trí tập kết phần cầu, phương tiện trục vớt. Tin mới vụ sập cầu Phong Châu, thả phao khảo sát, thăm dò dòng chảy. Lực lượng quân đội đã hạ thủy một số phao tại khu vực lắp cầu phao thay thế cầu Phong Châu để thăm dò khảo sát dòng chảy, đánh giá độ an toàn. Trong diễn biến mới vụ sập cầu Phong Châu, sáng ngày 19 tháng 9, lực lượng quân đội đã hạ thủy một số phao xuống sông Hồng để thăm dò khảo sát dòng chảy mực nước. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông cho hay, sau khi thả phao khảo sát thăm dò dòng chảy và các yếu tố kỹ thuật, lực lượng quân đội sẽ sớm lắp cầu phao khi đảm bảo an toàn. Một công tác khác cũng được thực hiện song song là gia cố lối lên xuống cầu phao. Theo ghi nhận, từ những ngày trước đó, lực lượng quân đội đã gia cố lối lên xuống phía đầu cầu huyện Tam Nông. Đường dẫn lên xuống được làm đủ rộng để phục vụ lưu thông hai chiều. Cả hai huyện Tam Nông và Lâm Thao đều đang khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo các điều kiện thuận lợi cần thiết để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, sẵn sàng lắp đặt cầu phao khi đảm bảo. Đồng thời, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ ứng trực, đảm bảo an toàn giao thông tại hai bên đầu cầu. Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cho biết thêm. Như báo Pháp luật TP.HCM đã thông tin, vụ sập cầu Phong Châu xảy ra ngày 9 tháng 9, nguyên nhân do lũ trên sông Thao, sông Hồng lên rất cao, chảy xiết dẫn đến cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp giàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện rơi xuống sông, đó là một ô tô tải, hai ô tô đầu kéo, 6 mô tô, một xe máy điện, 8 người mất tích. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân là Lương Xuân Tê và Nguyễn Thị Hát, là hai vợ chồng cùng ngụ ở khu 1, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy. Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ dự kiến chi phí trục vớt phương tiện nhịp cầu Phong Châu bị sập là gần 9 tỷ đồng. Đề xuất xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu bị sập trị giá 865 tỷ đồng. Gần đây, ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ký một văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ kêu gọi hỗ trợ từ Trung ương nhằm khắc phục nhanh chóng các thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tỉnh Phú Thọ đã chính thức đề xuất hai dự án quan trọng với tổng mức đầu tư lên tới 1.115 tỷ đồng. Đầu tiên là dự án xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu cũ với quy mô hiện đại và đồng bộ cùng tuyến quốc lộ 32C. Cầu mới này sẽ có chiều dài 430 m và chiều rộng 21,5 m, tổng mức đầu tư dự kiến là 865 tỷ đồng, hoàn toàn được tài trợ từ ngân sách trung ương. Dự án thứ hai là việc gia cố và nâng cấp đoạn đê, kè, sung yếu và hệ thống tường ngăn lũ thuộc đê tả hữu sông Thao. Công trình này bao gồm hai đoạn, 12 km trên quốc lộ 2D và 6 km trên quốc lộ 32C, với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, cũng sẽ được tài trợ hoàn toàn bởi ngân sách trung ương. Vào ngày 12 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã có chuyến thị sát khẩn cấp tại tỉnh Phú Thọ, kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã báo cáo chi tiết về thiệt hại do mưa lũ và đề xuất việc đầu tư xây dựng cầu mới nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng của người dân. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng cầu Phong Châu không chỉ là một công trình quan trọng đối với Phú Thọ mà còn đối với các tỉnh lân cận. Ông yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương khảo sát, thiết kế và triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu đã bất ngờ sập đổ, làm hai mố cầu rơi xuống lòng sông Hồng. Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, sự cố này đã gây thiệt hại nghiêm trọng với một ô tô tải, hai ô tô đầu kéo, 6 mô tô, một xe máy điện bị cuốn trôi và 8 người vẫn mất tích. Đến chiều ngày 14 tháng 9, trong quá trình tìm kiếm dọc sông Hồng, các lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Hường, 48 tuổi, trú tại xã Thạch Đồng, tại đoạn sông qua địa bàn xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, cách khu vực gặp nạn khoảng 10 km.